hướng về đại hội, hệ thống mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương gửi gắm tâm tư và kỳ vọng vào dự quyết sách mới sẽ được thông qua tại đại hội, đóng góp tích cực cho hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thời gian tới. Trong cái nhiệm kỳ đại hội 10 này thì cơ sở thì cũng mong muốn có nhiều cái chính sách để đưa ra để mà cho mặt trận cơ sở thực hiện tốt cái vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhân dân được hiệu quả. Với vai trò là thành viên tổ chức của mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thì đại diện cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường thì cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới của mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp đoàn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận đoàn kết trong hệ thống chính trị và trong tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển đời sống kinh tế xã hội ở địa phương. Bản thân tôi thấy rằng là rất kỳ vọng vào cái tổ chức mặt trận sẽ là một tập hợp được cái khối đại đoàn kết trong nhân dân, xây dựng một cái niềm tin vững chắc ở nhân dân. Trên cái cơ sở đó thì người dân sẽ có những cái đồng thuận và sẽ gắn kết trong tất cả các hoạt động. Cũng mong đại hội này có cái định hướng để cho các cấp từ tỉnh xuống thành phố rồi xuống địa phương tổ chức ra các lớp tập huấn để bồi dưỡng kiến thức để cho các anh em có thêm được kinh nghiệm trong một số công tác, đặc biệt là về cái công tác giám sát phản biện xã hội theo cái quyết định 2017-18 của Bộ Chính trị. Thì cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2024-2029 mặt trận Tổ quốc sẽ quan tâm tập huấn sâu hơn cái công tác giám sát của mặt trận Tổ quốc cũng như là giám sát người đứng đầu để mặt trận thể hiện rõ cái vai trò của mình. Kỳ vọng vào cái kỳ đại hội đem lại một cái luồng không khí mới để mà mặt trận được phát huy nhiều hơn nữa và các cấp trên ấy, mặt trận Tổ quốc cấp trên quan tâm nhiều hơn nữa tới cái việc xây dựng và hoạt động của ban công tác mặt trận ở các thôn bản rồi là ở các cái khu phố của chúng tôi.